Đồ Đức Hiền kính chào quý khách, và hiện nay là buổi sáng ngày 29 tháng 10 năm 2016. Chúng tôi đang soạn một lô hàng để trả cho chị Hương ở Bồ Đề. Thì lô hàng này của chị thì gồm có chiếc kệ TV gỗ mun, hiện nay chúng tôi đang đánh xi cho chị. Các cái hàng gỗ mun thì chúng tôi hầu như là giao mộc, nhưng mà gần đây một số các bác muốn là đánh xi nhẹ một lớp để bảo vệ, và là bảo vệ một cách sơ sơ chứ không phải là phun dày lên. Thì đây là cái có bộ bàn ghế gỗ mun và kệ TV gỗ mun. Đây là bộ bàn ghế quốc triện gỗ mun cột 10. Sau này quý vị cứ nhắc đến là cái lô hàng trả cho chị Hương ở Bồ Đề, ở Gia Lâm, Hà Nội. Đây, sau khi làm cái lớp xi lên thì nó trong veo, trong vắt, nguyên vân gỗ thế này. Rất tuyệt vời luôn. Và lô hàng của chị thì rất là nhiều, lại kèm theo là cả một chiếc giường Nhật. Rồi và tủ áo gõ đỏ. Đấy, chiếc tủ áo gõ đỏ. Thế à? Ngoài ra còn một bức tranh nữa mà bây giờ tôi về ra. Quý vị thấy ở đây là những người thợ của tôi thì cả nam và nữ. Những người thợ nam thì rất là khỏe và nhiều cái kỹ năng, nhưng mà những cái phần việc tỉ mỉ thì phải chị em phụ nữ mới đủ cái sự cẩn mẫn tỉ mỉ và từng chi tiết. Chú Thuần lên đi để. Vậy là những hình ảnh này là đang quay ở phía trước tầng 1 khu A của chúng tôi. Bên kia là khu B. Đây là chiếc giường gỗ đỏ. Chiếc giường gỗ đỏ mẫu Nhật của chúng tôi là một cái mặt hàng rất đặc sắc. Và hôm trước thì cũng đã chuyển một chiếc đi Nam Định, hôm gần đây. Còn chiếc này là đi cho chị Hương ở phố Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội. Chiếc giường này nó có đặc biệt là ngoài cái thành bên dưới thì lại có cả cái vỉa bên trên. Đấy, các cái vỉa bên trên này là bản là 5x15. Vướng quá. Không nắng thì là gì? Vậy này là chiếc ghế đầu tiên đã đưa lên xe. Đây là một vài hình ảnh lưu niệm lại thôi. Và xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn quý vị ở những clip sau.